Ba cô gái Gen Z, Trần Quỳnh Anh 15 tuổi, Lương Anh Khánh Huyền 16 tuổi và Bùi Tú Uyên 17 tuổi đã giành giải cao nhất cuộc thi Earth Prize, giải thưởng trái đất 2022, trị giá 100.000 đô la Mỹ. Đây là giải thưởng được Earth Foundation, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, thực hiện nhằm giới thiệu những ý tưởng và dự án có tiềm năng nhất để giải quyết các vấn đề về môi trường. Ba cô gái đã vượt qua 650 đội thi từ 114 quốc gia và vùng lãnh thổ với ý tưởng băng vệ sinh phân hủy sinh học từ vỏ thanh long. Trong vị khách 18 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba bạn trẻ này. Xin được chúc mừng ba cô gái của chúng ta đã giành giải cao nhất của cuộc thi giải thưởng trái đất năm nay. Và xin cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Em xin chào chị, em xin chào tất cả các vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Bùi Tú Uyên, năm nay 17 tuổi và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Em tên là Lương Anh Khánh Huyền, năm nay em 16 tuổi, đang sinh sống tại Hà Nội. Em chào chị, em chào khán giả. Em tên là Trần Quỳnh Anh, năm nay em 15 tuổi, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều gì đã khiến cho ba cô gái chúng ta có thể kết hợp lại với nhau để có thể cho ra cái dự án lần này? Bọn em thực ra thì bọn em có quen nhau qua một lớp học thêm online ở Summit Education, hồi đấy bọn em học SAT. Thì sau đấy thì bọn em chơi với nhau và thấy là nói chuyện hợp nhau nên là càng ngày càng thân hơn. Và bọn em đều rất là thích những cái liên quan tới bảo vệ môi trường. Thế nên là bọn em có nói chuyện với nhau và quyết định là sẽ làm một cái gì đó, một sản phẩm gì đó để góp phần bảo vệ môi trường. Và trong thời gian đó thì ở trên trường của em có đăng một cái bài giới thiệu về cái cuộc thi The Earth Prize ạ. Thì em cũng có bảo các bạn về cuộc thi này và bọn em đã quyết định là mình đang có một ý tưởng như này thì mình sẽ tại sao mình không tham gia để lấy thêm nhiều kinh nghiệm. Và cũng rất là may là bọn em đã tham gia và đạt được thành tựu không ngờ này. Vậy các em mất thời gian bao lâu để cho ra cái ý tưởng này? Để có thể hoàn thiện, tìm ra được một ý tưởng hoàn thiện thì bọn em mất khoảng tầm một tháng. Thì trong nửa đầu của tháng đấy bọn em đã biết là bọn em muốn làm một cái gì đấy liên quan đến băng vệ sinh tái chế rồi. Nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu được là dùng nguyên liệu gì, thì đến tầm cuối cái tháng đấy thì là có rộ lên cái sự kiện giải cứu thanh long. Thì đến lúc đấy bọn em tìm hiểu thêm thì trong vòng một tháng bọn em đã chốt ra được ý tưởng làm băng vệ sinh từ thanh long. Tại sao các em lại lựa chọn sản phẩm sinh học này và tại sao lại nguyên liệu lại là thanh long chứ không phải là một cái sản phẩm nào khác? Bởi vì rõ ràng chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm có thể tái chế mà. Bọn em muốn là làm một cái mà chưa nhiều người kiểu để ý tới ạ. Và đến lúc đó thì bọn em đều là những người phụ nữ và bọn em muốn làm một cái sản phẩm gì đó liên quan trực tiếp tới bọn em, thì bọn em chọn băng vệ sinh. Và thời gian đầu thì đi tìm hiểu về nguyên liệu thì bọn em cũng có xem qua về những cái sản phẩm đã có trên thị trường ở nước ngoài, đấy là sản phẩm về băng vệ sinh tre hay là chuối. Nhưng mà những nguyên liệu đó thì thứ nhất là người ta đã nghiên cứu rồi, với cả là nó cần phải được trồng trọt kỹ lưỡng ạ. Thế nên là bọn em cũng khá là không muốn tìm hiểu thêm về những cái mà người ta đã nghiên cứu rồi. Thì đến lúc đấy thì như mình cũng nói là có rộ lên giải cứu thanh long, tại vì là đợt đó thì Việt Nam mình bị dính dịch bệnh và không xuất khẩu được hoa quả. Thế là mà bọn em đã tìm hiểu xem là nếu mà làm ngoài giải quyết về vấn đề môi trường ra mà giải quyết thêm cái vấn đề kiểu rác thải nông nghiệp hay là những cái hoa quả mà không xuất khẩu được thì nó có phải là ý tưởng hay không. Và rất là vô tình, em không thể nói là tình cờ, thì nó lại hợp lý khi mà cái thanh long đó có những cái tính chất mà người ta chưa nghiên cứu sâu, nhưng mà nó lại rất là phù hợp để làm ra một sản phẩm băng vệ sinh có độ thấm hút. Khó khăn lớn nhất của các em trong quá trình thực hiện cái dự án này là gì? Đối với bọn em thì khó khăn lớn nhất có thể là chắc chắn là về việc thiếu thông tin, tại vì cái vỏ thanh long này cũng chưa có quá nhiều tìm hiểu trong nước nói riêng và trên cả thế giới nói chung. Thì đa số trong cái phần tìm hiểu và thí nghiệm sản phẩm thì bọn em phải dựa vào những cái bài nghiên cứu ở nước ngoài là nhiều hơn là những bài ở trong nước, và những con số để bọn em có thể làm ra những cuộc thí nghiệm đấy cũng khá là ít. Còn về phần tìm hiểu quy mô thị trường cũng như là nhu cầu khách hàng thì tại vì ở Việt Nam chưa hoàn toàn có một sản phẩm 100% tái chế, băng vệ sinh tái chế được, thế nên là cũng có khá là ít nền tảng để bọn em có thể dựa trên để tìm hiểu ra được là quy mô thị trường là bao nhiêu, hoặc là khách hàng cái giá trung bình của sản phẩm là bao nhiêu. Cuộc thi là nơi đầu tiên để các em lên ý tưởng. Vậy tiếp theo thì các em sẽ làm gì để đưa cái ý tưởng này vào thực tiễn? Dạ, đầu tiên chúng em sẽ nghiên cứu và phát triển, sau đó rồi tụi em sẽ sản xuất sản phẩm mẫu và đi khảo sát thị trường.
Và sau đó chúng em sẽ đi kêu gọi nhà đầu tư, và cuối cùng là chúng em sẽ sản xuất sản phẩm để đưa ra thị trường. Đây là một vấn đề lớn thôi, bọn em mới chỉ là các học sinh cấp 3 thôi, và ý tưởng thì vẫn hoàn toàn là bọn em tự đi tìm hiểu. Nên là nếu mà để nó đến sản xuất thì chắc là bọn em phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhà khoa học cũng như là các chuyên gia trong ngành. Thì là một quãng đường dài ở phía trước. Với giải thưởng khá lớn lên đến 100.000 đô la Mỹ, vậy các em đã có dự định dùng cái số tiền thưởng này vào việc gì chưa? 100.000 đô đầu tiên bọn em sẽ đa số là sử dụng vào các giai đoạn đầu tiên, như là nghiên cứu và phát triển, đưa ra sản phẩm mẫu và khảo sát thị trường. Tại vì riêng cho khâu nghiên cứu và phát triển, bọn em cũng cần vừa tốn thời gian vừa tốn tiền để có thể tìm ra được những cơ sở vật chất tốt nhất và tìm những cái hóa chất phù hợp để có thể tạo ra một cái sản phẩm như ý. Kể cả phần tạo ra sản phẩm mẫu cũng tốn rất là nhiều công sức, tại vì là bọn em cũng sẽ phải đi tìm nơi sản xuất, tìm ra những nhà cung cấp các kiểu như thế. Các em dự định trong khoảng thời gian bao lâu sẽ phát triển và đưa cái dự án này thành những sản phẩm thực tiễn trong cuộc sống? Theo dự định của chúng em là từ đây đến hết năm 2023 là tụi em sẽ phát triển xong sản phẩm, và sẽ từ đây đến hết năm 2024 tụi em sẽ đưa sản phẩm ra thị trường. Xin cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của ba cô gái, và chúc cho các em sẽ thành công trong việc đưa ý tưởng này vào thực tiễn để góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh của chúng ta. Cảm ơn.